cặp đôi vợ chồng quyền lực nhất và giàu có nhất showbiz Việt, Trấn Thành, Hari Won ai cũng ngưỡng mộ. Đều tài năng và có vị thế riêng trong làng giải trí, sự cộng hưởng giữa những cặp vợ chồng này là chất xúc tác để tạo ra nhiều quyền lực và tài sản nhất showbiz Việt. Họ là minh chứng cho câu đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Và clip hôm nay hãy cùng Hero Thanh điểm lại 4 cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất làng giải trí Việt nhé. Lý Hải, Minh Hà. Mới đây, phim Lật Mặt 6 của cặp vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đạt doanh thu cao ngất ngường, lọt top 3 bộ phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, khiến không ít người trầm trồ. Càng kiểm chứng cho câu nói, đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Chàng là một ca sĩ từng nổi đình nổi đám với nhiều bản hit, nàng là một mẫu ảnh và là cựu hot girl có tiếng. Đến với điện ảnh, cả hai được xem như là ma mới trong nghề. Tuy là tay ngang đá sân, nhưng cặp đôi quyền lực này vẫn lần lượt cho ra đời những tác phẩm điện ảnh ấn tượng và ăn khách tại các rạp chiếu. Lý Hải và Minh Hà là minh chứng điển hình cho kiểu vợ chồng làm phim thành công trong showbiz. Sự nhanh nhạy, thức thời cộng với yếu tố may mắn đã giúp cặp vợ chồng vốn dĩ là dân ngoại đạo trở thành nhân vật tiếng tăm trong giới làm phim. Còn nhớ khi ra mắt bộ phim đầu tay Lật Mặt, Minh Hà đã chia sẻ với báo chí rằng nam giọng ca Phúc Biệt Ly đã lo lắng phim sẽ bị thua lỗ. Nhưng bà xã động viên Lý Hải, cứ làm đi anh, bất quá thì ra đường ở tiếp thôi. Quả nhiên trời không phụ lòng người, phát súng đầu tiên thành công ngoài mong đợi, mang về doanh thu phòng vé 72 tỷ đồng cho cặp vợ chồng này. Thừa thắng xông lên, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục đầu tư cho nhiều dự án mới, mang đậm thương hiệu riêng của cặp vợ chồng quyền lực này. Chưa nói đến doanh thu từ việc làm phim thì với hàng loạt series đình đám ra đời với mức độ đầu tư khủng thì cặp đôi đã tạo nên một chỗ đứng nhất định trong ngành điện ảnh vốn dĩ khắc nghiệt. Lý Hải là một ca sĩ và từng là cái tên nổi đình nổi đám của giới nghe nhạc, nhưng khi sự nghiệp ca hát không còn tạo được tiếng vang lớn, anh chuyển sang lĩnh vực sản xuất phim và kịp để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Chính sự nhanh nhạy và thích ứng với thời cuộc, nam ca sĩ gặt hái không ít thành công ở địa hạt mới. Trong mỗi tác phẩm điện ảnh, sự thành công không mang đậm dấu ấn cá nhân mà là sự tương hỗ giữa hai vợ chồng nhà này. Nếu Lý Hải kiêm các công việc từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến diễn viên và dĩ nhiên, tất cả những công việc đó đều có sự trợ giúp đắc lực của cô vợ hot girl Minh Hà. Trấn Thành, Hari Won. Tính đến hiện tại, Trấn Thành, Hari Won là những nghệ sĩ đắt show nhất nhì showbiz Việt. Nếu chỉ tính riêng việc tham gia game show truyền hình, Trấn Thành cũng đã có thể thu về vài trăm triệu tới bạc tỷ một tháng. Chưa kể Trấn Thành còn tham gia sự kiện, đóng quảng cáo rồi còn làm web drama triệu view, làm phim điện ảnh, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Về phần Hari Won, cô không chỉ nổi tiếng là con ong chăm chỉ mà còn chi tiêu rất tiết kiệm. Được biết vì sinh ra trong gia đình không khá giả, nên từ nhỏ Hari đã tập tính chi xài không phung phí. Nói về các nguồn thu của Hari, ngoài việc phát hành sản phẩm âm nhạc thì cô cũng rất siêng năng tham gia show truyền hình, làm MC. Tuy không rõ con số là bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn tin cho biết mức cát xê của cô không thua Trấn Thành là bao. Bên cạnh đó, Hari Won còn lấn sân sang cả lĩnh vực kinh doanh, với thu nhập thuộc top đầu showbiz Việt, vợ chồng Trấn Thành, Hari Won sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. Vào tháng 5 năm 2019, vợ chồng Trấn Thành chi tiền mua một căn hộ cao cấp hơn 100m² tại Hà Nội với giá 7,5 tỷ, tầm nhìn hướng ra Hồ Tây. Ngoài ra, hai vợ chồng còn sở hữu thêm một căn nhà khác tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà hai vợ chồng từng sống chung với bố mẹ. Không chỉ vậy, thời gian qua, cặp vợ chồng cũng xây thêm một căn hộ sang trọng và đã dọn về ở, căn nhà trước đây để lại cho bố mẹ Trấn Thành và cô em gái út sinh sống. Trên trang cá nhân, nhiều lần Hari Won cũng khiến khán giả choáng ngợp với từng ngóc ngách xa hoa của căn hộ. Không chỉ có bất động sản, cặp vợ chồng đình đám còn sở hữu khối tài sản khủng khác là đồ hiệu. Trên trang cá nhân của nam MC hay Hari Won, thỉnh thoảng họ lại đăng hình những bộ sưu tập phụ kiện nước hoa đắt giá, khiến nhiều người choáng. Trong showbiz, ai cũng biết rằng Trấn Thành là tay chơi hàng hiệu thứ thiệt khi sở hữu tủ quần áo, giày, phụ kiện toàn là đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt, anh rất đam mê nước hoa. Thời gian gần đây, số nước hoa của Trấn Thành đã nhảy lên con số 300 chai, ngót nghét gần 2 tỷ đồng. Hari Won không ít lần đau đầu vì trình độ chuẩn tay chơi hàng hiệu của ông xã. Nữ ca sĩ cho biết, bản thân đau đầu với việc tủ nước hoa của Trấn Thành cứ ngày một đầy lên. Trấn Thành nhiều lần hứa sẽ tiết chế lại, nhưng nam MC vẫn không cưỡng lại được sở thích sưu tầm nước hoa đồ hiệu. Thậm chí tủ nước hoa của Trấn Thành còn nhiều gấp mấy lần so với các sao nữ cộng lại. Không chỉ nước hoa, trình độ sưu tầm đồ hiệu của Trấn Thành cũng không phải dạng vừa. Trước đó, nam MC khoe chiếc đồng hồ có giá trị lên đến 6 tỷ đồng. Điều này khiến công chúng không khỏi choáng váng.
Bên cạnh đó, nam MC cũng có thú vui sưu tập ghim cài áo. Anh sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mang về 14 chiếc ghim cài. Tuy không nghiện sưu tầm nước hoa như chồng, nhưng trình độ sắm hàng hiệu của Hari Won cũng chẳng phải vừa. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu cực sang xịn, trong đó có chiếc túi trị giá lên đến 5.800 đô la, khoảng 135 triệu đồng. Hari Won cũng có nguyên cả tủ giày với hàng trăm đôi cao gót nhiều kiểu dáng của các thương hiệu nổi tiếng. Netizen đoán rằng số lượng giày cao gót của Hari Won có khi lên tới hơn 100 đôi, trong đó có những đôi lên đến gần 100 triệu. Thủy Tiên và Công Vinh. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên khiến không ít người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp, thậm chí còn được ví là cặp đôi Best Fit Việt Nam. Công khai hẹn hò vào khoảng năm 2008, kết hôn năm 2011. Đến thời điểm hiện tại, chàng tiền vệ tài năng và cô ca sĩ vẫn giữ được tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu. Sau hơn 10 năm gắn bó, cặp đôi cùng nhau xây dựng nên tổ ấm hạnh phúc cùng với một con chung, bé bánh gạo. Không những vậy, khối tài sản khủng của cặp vợ chồng cầu thủ ca sĩ này còn khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Thủy Tiên Công Vinh sở hữu rất nhiều bất động sản nhưng chủ yếu sống tại căn biệt thự ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm ven sông, rộng 300m², có 5 phòng ngủ, bên trong có 100m² dành để trồng rau sạch. Được biết, cơ ngơi này được định giá hơn 22 tỷ đồng ở thời điểm mới xây, trong đó chi phí thiết kế, nội ngoại thất đã hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, đôi vợ chồng nổi tiếng còn có thú vui chơi siêu xe. Năm 2012, cả hai đã chi số tiền 2,3 tỷ để mua chiếc Audi A5 Sportback. Thủy Tiên từng lái một chiếc Audi giá hơn 4 tỷ đồng đi chấm thi. Năm 2013, mua tặng vợ chiếc Audi R8 2014 màu cam có giá khoảng 16 tỷ đồng. Năm 2016, anh tiếp tục chi hơn 5 tỷ để tặng chiếc Audi A8 dành tặng bà xã. Ngoài xế hộp hạng sang, Công Vinh không ít lần còn chi tiền khủng để mua phụ kiện cho vợ. Trong đó có chiếc đồng hồ hình rắn giá 4 tỷ đồng, từng gây xôn xao mạng xã hội một thời. Được biết, chiếc đồng hồ này thuộc nhãn hiệu Bvlgari, có tên Bvlgari Serpenti 7 Coliwatt và thuộc dạng xa xỉ nhất của thương hiệu này. Chất liệu làm nên chiếc đồng hồ là thép mạ vàng, phần mặt đồng hồ làm từ bạc và được đính 190 viên kim cương tinh xảo. Cuối cùng là phần viền mặt được khảm thêm 38 viên kim cương khác. Về phần Thủy Tiên, nữ ca sĩ còn được mệnh danh là yêu nữ hàng hiệu của Vbiz. Giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc sở hữu những chiếc túi giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu. Thậm chí nữ ca sĩ chia sẻ cô từng sở hữu những chiếc túi đắt sắt ra miếng có giá hàng tỷ đồng. Năm 2017, Thủy Tiên chi hơn 1 triệu đô la để thành lập công ty truyền thông do chính mình làm tổng giám đốc. Cô từng bật mí rằng đây là số tiền mình đã dành dụm trong 15 năm ca hát. Cuộc sống của Thủy Tiên Công Vinh cũng vô cùng đầy đủ. Có lần Thủy Tiên tiết lộ với truyền thông về việc chi tiêu của gia đình mình. Theo cô, mỗi tháng chi phí sinh hoạt của gia đình rơi vào khoảng 200 triệu đồng. Cuộc sống với điều kiện kinh tế của cặp đôi đã khiến dư luận không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Thủy Tiên từng cho biết, khi chồng hỏi muốn đi du lịch thì đều được bay hạng thương gia, muốn ở khách sạn hạng sang nào cũng được, mua túi đắt nhất thế giới cũng được. Song nữ ca sĩ cảm thấy hiện tại mình đã đủ giàu, vậy nên cô không mong muốn giàu hơn, cảm thấy bớt sân si lại sẽ hạnh phúc.